Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy vào ngày Sa-bát, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa, các môn đệ của người đói liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các người biệt phái thưa với người rằng: Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát. Người nói với các ông rằng: Các ông không đọc thấy David và những người đi với ông đã làm gì khi đói lạ sao? Các ông cũng không đọc thấy David vào đền thờ Chúa ăn bánh trưng hiến, bánh mà ông và các kẻ theo ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi hay sao? Hay các ông không đọc thấy trong luật rằng ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm ngày Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi bảo cho các ông biết, đây có đấng còn trọng hơn đền thờ nữa. Vì nếu các ông biết được điều này là ta muốn lòng nhân từ chứ không muốn hy lễ, chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, vì chưng con người cũng là chủ ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, bài đọc một mà chúng ta vừa nghe là một phân đoạn ngắn thuộc về một câu chuyện khá dài và hấp dẫn, viết về một khuôn mặt rất nổi tiếng ở trong thời Cựu Ước, đó chính là Môi-se. Phân đoạn này tường thuật lại việc Môi-se đã vâng lời của Chúa, trở về đến đất Ai Cập năm xưa trong vai trò là người của Chúa để mà dẫn dắt toàn dân này, là toàn dân Israel, toàn dân của ông ra khỏi đất Ai Cập, nơi mà những người này đang sống trong cái cảnh làm nô lệ cực nhọc và khốn khổ, để đi về một vùng đất mới mang tên gọi là Canaan. Cuộc hành trình này được Thánh Kinh ghi lại với tên gọi là cuộc xuất hành, một biến cố vĩ đại thật sự với sự hướng dẫn của Gia-vê Thiên Chúa qua trung gian là ông Môi-se. Có lẽ không một người Do Thái nào mà không biết đến hay là không nghe nói đến sự kiện đáng ghi nhớ có 102 này. Bởi vì trong suốt chuyến đi ấy, trong suốt cuộc ra đi ấy, người ta đã tận mắt chứng kiến sự phi thường, chứng kiến được sức mạnh và quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa. Đúng như lời mà sứ thần Gabriel đã nói với Đức Mẹ Maria sau này: không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Nhưng có lẽ là vì sự phi thường và ngoạn mục của một loạt các sự kiện xảy ra trong cái chuyến đi đó, mà người ta chỉ còn nhớ đến Thiên Chúa là một đấng quyền năng, là đấng có sức mạnh tuyệt đối, mà lại quên rằng trên hết tất cả những thứ đó, Thiên Chúa là đấng giàu lòng nhân hậu. Ta chẳng cần phải đi tìm ở đâu xa cho cái bằng chứng về chân lý này, bởi vì Thiên Chúa là đấng nhân hậu,
là đấng giàu lòng nhân hậu. Chân lý này được dàn trải trong toàn bộ câu chuyện mà chúng ta đã và đang được nghe lại trong phụng vụ thánh lễ của giáo hội tại thời điểm này. Trên hành trình 40 năm đi về vùng đất mới theo sự hướng dẫn của Môi-se, đã có rất nhiều lần đoàn dân này bất trung, đã có rất nhiều lần đoàn dân này ngỗ nghịch. Có nhiều lúc khi đọc câu chuyện này, ta cứ tưởng chừng như là Thiên Chúa sẽ bỏ mặc đoàn dân này, Thiên Chúa sẽ quay lưng với đoàn dân này. Thế nhưng qua những lần phản nghịch, qua những lần bội ước đó, ta lại thấy được rằng Thiên Chúa không những là một đấng quyền năng tuyệt đối, là một đấng có sức mạnh vô song, mà Thiên Chúa còn là một đấng nhân từ và rất mực bao dung trước lỗi lầm, trước khuyết điểm của con cái mình. Một Thiên Chúa mà trong thời Tân Ước đã luôn luôn ngỏ lời một cách tha thiết rằng: anh em hãy học với tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhượng. Anh em hãy trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Trong Do Thái giáo thời của Chúa Giêsu, như Thánh Matthew đã thuật lại trong bài phúc âm của ngày hôm nay, người ta đã coi việc tuân giữ luật lệ với các lễ nghi tương ứng là một việc làm tiêu biểu cho lòng mến Chúa. Người ta quan niệm rằng càng giữ luật chặt chẽ, đời sống đạo càng trở nên công chính. Càng giữ luật xích sao thì đời sống đức tin càng trở nên chỉnh chu hơn. Điều đó không sai, nhưng dần dần với thời gian thì những thực hành ấy càng trở nên nặng nề và ngột ngạt. Vai trò của lề luật đã không còn ở đúng vị trí mà đấng đã ban lề luật đã ấn định cho nó. Những luật lệ liên quan đến ngày Sa-bát được thiết lập ra chính là để cho con người được sống đúng hơn trong tương quan với Thiên Chúa và đẹp hơn trong liên hệ với tha nhân. Thế nhưng giờ đây dường như nó đã trở nên một bức tường ngăn cách tất cả các mối tương quan đó. Và một lần nữa, lòng nhân từ được nhắc đến bởi Chúa Giêsu: ta muốn lòng nhân từ chứ không muốn hy lễ. Không có lòng nhân từ, mọi hy lễ chỉ là hình thức. Không có lòng nhân từ, mọi nếp sống cũng chỉ là giả hình mà thôi. Thưa quý ông bà, anh chị em, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã mở đầu ca khúc Để Gió Cuốn Đi bằng những lời lẽ mà con cho rằng thật hay, thật ý nghĩa. Sống trong cuộc sống này cần có một tấm lòng. Con chợt nghĩ thêm rằng trong đời sống đức tin của mình, trong đời sống làm con cái Chúa của mỗi người chúng ta đây, cũng cần và rất cần một tấm lòng. Đó chính là lòng nhân từ. Theo tâm trạng và cách nói của Chúa Giêsu trong bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe, lòng nhân từ đó chính là cốt lõi của đời sống đức tin chúng ta. Hãy thực hành, hãy sống, hãy thực hành những đòi buộc của đời sống đức tin này, đời sống đức tin vào Chúa, với tất cả tấm lòng của chúng ta. Thưa anh chị em, đó chính là lúc chúng ta đang có lòng nhân từ đối với Chúa.
trong hoàn cảnh đất nước của mình đang rơi vào lâm nguy vì đại dịch. Rất nhiều anh chị em của chúng ta phải lao đao khốn khổ, nhất là tại những khu vực cách ly, nhất là tại những khu vực bị phong tỏa. Chúng ta hãy cùng liên kết với nhau, giúp nhau vượt qua sóng gió này. Đừng vì một chút lợi lộc mà ta có thể có được trong lúc này, để rồi anh chị em của chúng ta vốn đã khốn khó rồi, thì vì một chút lợi lộc ấy mà anh chị em của chúng ta càng phải khốn khổ thêm nhiều hơn nữa. Con nghĩ rằng đó chính là lúc chúng ta đang có một tấm lòng trong cuộc sống. Và đó cũng chính là lúc chúng ta đang có lòng nhân từ với anh chị em của mình. Nếu chúng ta đã có lòng nhân từ với anh chị em của mình trong cuộc sống hôm nay, thì con tin rằng chúng ta cũng sẽ gặp lại lòng nhân từ ấy ở cuộc sống ngày mai. Và trên hết, trên tất cả mọi thứ, chúng ta sẽ gặp lại được lòng nhân từ của Chúa trong phần phúc đời sau vĩnh cửu của mình.